Thích lòng ngoài Bắc. Lòng trong có. Thì bởi vì là mùa này không để ra ngoài được. Để ra ngoài nó nóng thì nó nhanh hỏng. Ừ, đúng là mọi người thích ăn cái này nhỉ. Đấy. Các bạn nhá, một suất này là 150.000. Đấy, nhìn rất là ngon luôn. Đặc biệt cái đầu bên này rất là ngon luôn. Đấy. Chào các bạn nhá, cảm ơn các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình nhá. Thì hôm nay mình lại đưa các bạn đi thưởng thức món cháo lòng, một trong những quán cháo lòng rất là ngon ở thành phố Lạng Sơn. Nếu các bạn nào chưa từng thưởng thức thì các bạn có thể ghé vào quán của anh để chúng ta thưởng thức một bát cháo lòng rất là ngon. Đây, đó là quán lòng cháo lòng Đại Nhân, có địa chỉ là số 99 Nguyễn Khắc Cần. Đấy các bạn nhá, ở đây là quán anh có thuê một gian nhỏ ở quán cà phê Hạnh. Hình như là quán cà phê đã không bán được và anh đã thuê để bán cháo lòng. Đây có biển rất là to để cho các bạn có thể nhìn thấy. Đây Đại Nhân, nếu các bạn nào có nhu cầu ship về nhà thì các bạn có thể điện thoại theo số điện thoại ở trên cái. Ở đây có cả lầu ga, lầu vịt. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào trong để xem anh làm một bát cháo lòng cũng như thưởng thức một bát cháo lòng nhé. Hai bát cháo lòng anh. Bây giờ cháo lòng mình vẫn bán là ba mấy nghìn này. Cấu đuôi này. Rồi cấu đuôi. Có chất lượng, béo nhỉ. Cháo này nó mới ngon. Ăn này mới sướng mồm. Đây, chỗ anh này cũng sửa rồi. Em xem cái nào. Đấy, bạn nhìn thấy không? Một đĩa này bây giờ vẫn bao nhiêu tiền nhỉ anh nhỉ? Một đĩa rồi không rồi. Anh lấy 100.000. Rồi khấu đuôi một chút, không nguyên như này là 100.000. Ở đây anh có bí quyết làm rất là ngon luôn. Đây một đứa khá là to các bạn nhé. Nóng hổi. Chuyển lên trên này khách quen mình biết hết rồi anh. Khách quen nó cũng biết khoảng 80%. Ở dưới kia nó không cho thuê à hay là như nào anh? Ở kia là lấy người ta sửa nhà đó. À thì cái là ngon chưa? Cái này là bác Nhân bác ấy tuyển chọn hết đấy. Chọn về vẫn còn bị đắng. Vẫn còn bị à? Đúng rồi, nó có cái vàng vàng là nó đắng đúng không anh? Cuối tuần người ta ăn lẩu lòng nhiều đúng không anh? Hay là mùa này? Mùa đông. Mùa đông mới ăn lẩu lòng thôi nhỉ? Mùa này nó nóng lắm, người ta ít ăn. Bây giờ anh sẽ cho thêm những cái thứ gì vào nữa. Một suất thì như bác làm một cái to này là khoảng bao nhiêu tiền rồi bác? Bán một cái đĩa to là 300.000. 300.000. Một suất to đùng, một thứ rất là to. Quá nóng hổi. Đấy, còn bên dưới đây là dùng khứu đuôi. Đấy, rất là to. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bàn này là hai đĩa này là bàn bàn cháo nào. Bàn này là hai đĩa hả? Hai đĩa cháo. Hai đĩa bàn lẩu cháo. Mình mời các bạn cùng mình thưởng thức cái món cháo lòng của quán Đại Nhân. Hôm nay mình đi một mình nên là mình sẽ gọi một bát cháo lòng thôi. Đấy, không ăn được nhiều. Ở quán anh Đại Nhân một bát cháo lòng rất là chất lượng luôn, đầy đủ những thứ cho các bạn. Và đặc biệt có thêm cái món này, đó là cái món dồi cấu đuôi. Cái món này phải nói rất là tuyệt vời luôn các bạn nhá. Nên ở quán của anh ấy, anh làm cái món này rất là nhiều, đa phần nhiều người đến người ta chỉ gọi riêng một cái đĩa dồi cấu đuôi này để ăn thôi. Nên là phải nói là thật sự là rất là ngon. Nhìn thấy không? Cái lớp đặt cái cấu đuôi rất là đẹp. Rất là tuyệt vời. Đấy. Nào, mời các bạn mình thưởng thức nhé. Rất là béo luôn. Và cái nhân bên trong anh làm rất là cháo rất là sánh. Rất là ngon. Bây mình sẽ cho thêm miếng lòng. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Lòng của anh mình giới thiệu với các bạn, lòng rất là ngon, lòng nó dày đấy. Cái lòng này là anh đã tuyển chọn hết rồi, phải nói là quá là tuyệt vời. Nào, mời các bạn nhá, làm miếng cháo lòng nào. Cái cháo anh làm rất là ngon luôn đó, các bạn nhìn thấy sánh á, và khi ăn rất là ngọt luôn á cái cháo ấy. Đây, còn đây là cái súp. Đấy, nhìn ngon chưa? Đây là thêm một cái gì đấy các bạn ơi. Wow, miếng này nhìn ngon chưa? Mời các bạn nha, thưởng thức miếng súp này. Súp rất là giòn luôn các bạn nha. Và cái miếng thịt kia nó rất là béo và ngậy, ăn rất là ngon. Tuyệt vời. Cháo đặc biệt rồi cổ đuôi thì không thể nào không nói, rất là ngon luôn. Nhìn đâu được không? Cho em 16 nhá.
Các bạn nhé, mình vừa thưởng thức xong món cháo lòng ở quán Đại Nhân, ăn rất là ngon các bạn nhé. Nếu bạn nào chưa từng thưởng thức thì các bạn có thể ghé vào quán chỗ anh để thưởng thức nhé. Bây giờ video mình đến kết thúc, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Bye bye.